Kể từ ngày hôm nay, khi di chuyển trên tuyến đường này thì các lái xe sẽ rút ngắn được khoảng cách từ Hà Nội đến thành phố Hòa Bình khoảng 20 km và thời gian từ 1,5 giờ đồng hồ xuống còn khoảng 1 giờ so với quốc lộ 6 cũ. Đường được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng với hai làn xe chạy ngược chiều. Phần lớn quãng đường từ Hòa Lạc đi Hòa Bình chạy qua địa hình đồi núi với nhiều khúc cua dốc. Mặt đường rộng 12 m hiện đã được thảm nhựa và kẻ vạch sơn phân làn. Tuyến đường dài 25 km có điểm đầu km 6+680, ngã ba tách đường đi Hòa Lạc làng văn hóa các dân tộc và điểm cuối tại thành phố Hòa Bình. Ngay khi tuyến đường ngàn tỷ này được thông xe thì công ty trách nhiệm hữu hạn BOT quốc lộ 6 cũng chính thức thu phí. Việc thu phí sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 tới đây với mức giá vé cho xe ô tô dưới 9 chỗ là 35.000 đồng một lượt. Thời gian thu phí hoàn vốn của dự án là khoảng 27 năm 6 tháng.